Chào bạn, trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học cái phần thực hiện hệ thống trong cái bộ môn xử lý tín hiệu số. Thì người ta cho một cái phương trình sai phân bất kỳ. Đây là cái dạng tổng quát của nó. IN bằng sigma của R bằng bằng 0 chạy cho đến M. BR nhân cho N trừ trừ cho R. Đấy. Cái lưu ý là k trong trường hợp này là k bằng 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 1 nhá. N. Đấy. Ok chưa? Và sau khi chúng ta triển khai ra dạng từ dạng tổng quát chúng ta triển khai ra dạng cụ thể nó như thế này. B0 nhân cho xn cộng B1 nhân cho xn trừ trừ 1 cộng B2 nhân cho n trừ trừ 2 cộng chấm 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 cộng cho đến BM nhân cho x n trừ trừ m và trừ A1 nhá. Lưu ý này, tại vì k nó bằng k trong trường hợp này bằng bằng 1 này. AK nhân cho IN trừ trừ K. Trong trường hợp này là sẽ là IN trừ 1, IN trừ A2 nhân cho IN trừ trừ 2 vân 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 và nó sẽ trừ cho AN nhân cho IN trừ cho N lớn. Đấy. Đó là cái dạng tổng quát nhé. Và chúng ta sẽ cần có những cái phần tử để mà chúng ta thực hiện được cái hệ thống này. Và để thực hiện được cái hệ thống này thì chúng ta cần có những cái phần tử, ví dụ như là bộ nhân này, bộ nhân này, tại vì trong trong này có nhân này, rồi có bộ cộng này. Đấy. Chúng ta cần có những cái thiết bị như thế. Rồi bộ delay nữa. Và đây là các phần tử trên hệ thống của nó đây. Gồm có bộ nhân. Ví dụ như là đây là xn qua cái bộ qua cái B0 đấy thì sẽ nhân là sẽ thành là B0 nhân cho xn. Người ta sẽ thay một cái con linh kiện để thực hiện cái bộ nhân này nhá. Tiếp theo là cái bộ cộng. Bộ cộng sẽ là ví dụ như là người ta đưa vào là B0 nhân cho xn thì qua cái bộ cộng là sẽ thành là B1 nhân cho bộ cộng nó có giá trị là như như thế này. Nhân cho xn n trừ 1 thì sẽ ra cái biểu thức là B0 nhân xn cộng B1 nhân cho xn trừ trừ 1. Cái bộ tiếp theo là bộ delay. Bộ delay bộ này dễ rồi. Xn khi qua bộ delay thì sẽ thành là xn n trừ 1. Và tất cả các phần tử hệ thống này thì đều được các linh kiện điện tử nó thực hiện nhé. Và sau đây mình sẽ vẽ cái sơ đồ cụ thể, một cái ví dụ cụ thể để bạn có thể hình dung ra được. Ví dụ như cho một cái bài như thế này. Và các bạn hãy trong vòng 5-6 giây các bạn hãy định hình lại xem thử là cách thức mình làm như thế nào. Đây là nên nhớ cái phương trình tổng quát là nó dạng như thế này nhá. Đấy. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu vào bài tập nhé. Và cái phương trình ban đầu nó sẽ trở thành là IN bằng chúng ta chuyển nguyên cái vế này. Nguyên cái vế này. Đấy. Nguyên cái vế này sang phía bên này sẽ được là cộng cho 5 phần 6 IN trừ 1 trừ cho 1 phần 6 nhân cho IN trừ trừ 2. Lưu ý là ở trên đây là có dấu trừ, ở dưới đây là mình viết tiếp nhá. Mình viết tiếp đấy. Chứ không 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 phải là có hai dấu trừ đâu. Các bạn hiểu không? Đấy. Để vẽ hai cái phương trình này thì đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ xn và IN như thế này. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ vẽ vào bên trong nó là ở đây là
XN nó phải qua một cái bộ nó ở đây nó có XN trừ 1 này, thì nó phải qua một cái bộ delay, nó phải qua một cái bộ delay đấy, qua một cái bộ delay. Và sau khi qua một cái bộ delay rồi thì nó thực hiện cái bộ nhân. Bộ nhân nghĩa là nhân cho 1 phần 3, nhân cho 1 phần 3 đấy. Và ở đây là có xn trừ 2, xn trừ 2 thì sẽ qua là xn trừ 1 này, tiếp đến là xn trừ 2 và cái bộ delay thứ hai, xn trừ 2. Chúng ta sẽ nhân với 2 nữa, thực hiện cái bộ bộ nhân với 2. Nghĩa là 2, cái đây chính là x trừ trừ 2. Thực hiện nhân với 2 nữa thì nó sẽ ra là 2 x n trừ trừ 2. Ok chưa? Đấy. Và sau đó thì mình sẽ thực hiện là bên này mình biểu diễn y. Bắt đầu mình biểu diễn y. Bắt đầu mình biểu diễn y này. Đấy. Y thì có hai giá trị này. Thì mình sẽ vẽ y này. Vẽ y. Cái delay thứ nhất. Delay thứ nhất là IN trừ 1. Chúng ta sẽ nhân với 5 phần 6. 5 phần 6. Ở cái phần thứ hai là chúng ta sẽ nhân với trừ 1 phần 6. Nhân với trừ 1 phần 6. Đấy. Và tất cả các cái này thì nó đều hướng về, nó đều như nào? Nó đều phải qua một cái bộ. Bộ gì nhỉ? Đó là đều trải qua cái bộ cộng. Đều trải qua bộ cộng. Chúng ta xem lại bộ nhân bộ cộng nhá. Đây này, bộ nhân này, bộ cộng này, bộ delay này. Đấy, xem lại để chúng ta có thể hiểu được. Và như thế là cái bài này là kết thúc đấy. Và chúng ta kết thúc cái bài học ngày hôm nay tại đây nhá.